bật cười với cách xử lý chỗ đỗ xe của hai chị em phụ nữ Trung Quốc. Người ta thường nói phụ nữ luôn khó hiểu, và câu chuyện về hai người phụ nữ đậu xe này lại một lần nữa cho chúng ta thấy rõ hơn về điều đó. Sau pha lùi xe thảm họa của một cô gái Việt Nam, thì gần đây cư dân mạng lại một lần nữa chao đảo với hai người phụ nữ đang cố gắng đưa chiếc ô tô về đúng chỗ trong bãi đỗ xe, được cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ rầm rộ. Tình huống hài hước được cho là đã diễn ra tại thị xã Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông. Sau khi cố gắng đưa xe vào đúng vị trí vài lần nhưng bất thành, bộ đôi này đã quyết định bê xe ô tô vào chỗ đỗ, và tất nhiên ý tưởng này cũng không mấy khả thi. Mặc dù hai cô đã có thêm sự trợ giúp đắc lực của một nhân viên trong giữ xe, mãi cho đến khi một người hùng xuất hiện, hai cô gái mới lái chiếc xe vào đúng vị trí. Mời các bạn xem video hài hước này nhé! Thank you.